Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube Tô Màu Vẽ Tranh này của mình. Hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn ở đây là một bức tranh về một chú chim. Và hãy cùng mình tô màu cho bức tranh chú chim này nhá. Và chú chim này sẽ được mình tô màu hồng. Và phần cánh và phần đuôi của chú chim này thì mình nghĩ mình sẽ sử dụng màu vàng nhá. Phần đuôi của chú chim này thì mình sẽ sử dụng màu vàng đậm hơn. Thank you.
Và mình đã tô màu xong cho bức tranh về chú chim đang bay này rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video.